Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, hôm nay mình sẽ review một con hạt là gáy cực kỳ khét, đó là suốt tàn với kinh là bấy bá luôn em à. Thì không biết là hạt này là của nhân vật nào, xịn giò cỡ nào, thì mời anh em xem video cùng với mình nha. Rồi ok, không để anh em đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ soi thử cái tên của nhân vật này là tên gì đây. Chùm cày chay á. Chùm cày chay mà suốt được kinh với lại tàn khốc luôn hả? Để mình xem thử đây. Trời, nó mới 43T nè mà gáy khét thật sự. Rồi VIP 9 này mà, VIP 9 đặt tên là chùm cày chay. Ok, để mình xem thử đây. Như thế nào đây. Wow, 20 tháng 3 nạp vô 1200 ngọc. Rồi ok, để mình xem thử, không biết có kết bạn với lại tàn khốc với lại kin hay không nữa. Gáy khét vải chưởng anh em. Con số cái chiếm mỏ nó bị lỗi nè em. Anh em vô trong cái mỏ bên dưới á, cái mỏ thứ ba anh em. Ở trên này nó có 3 ô để xem, như mẫu quân đoàn là phải. Đây. Mấy cái lép này nó hay bị lỗi nè em, cho nên là anh em chiếm cái mỏ quân đoàn nè. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ review cái hạt này xem thử như thế nào mà gáy khét này, là có kết bạn với lại tứ bất tử là ai vậy ta. Chùm ủa cụ tổ, có cụ tổ cày chay nè, vs với lại chùm cày chay. Ủa đâu có kết bạn với lại mát nè, cồn gia lạp. Ôi giết đi nữa mà mình đọc ra cái tên đó, mình đọc ngược lại là bấy bá luôn nè mà. Cái tên vải trưởng thật sự. Mình thấy cái tên nó lạ lạ nè. Mình thấy cái tên nó lạ lạ, mình đọc thử, mình đọc tính đọc ngược lại. Ok. Ôi đâu có kết bạn với lại Kin với lại Kin nó phải đặt lên như là Rian. Rian hồi xưa đổi tên không ta? Ồ, như là gì vậy? Tự nhiên mình quên mất tiêu ta. Ê, tự nhiên Covid xong mình có bị di chứng quên mất trí nhớ không ta? Cấp này mình hay bị quên lắm anh em. Cấp này trí nhớ nó hơi kém anh em à. Biết có phải do di chứng hậu Covid hay không nữa. Cho nó đến sớm rồi ta. Ok. Ở đâu kết bạn với đại tàng khóc ở đâu? Tại sao có thể là quýnh được ta? Hay là quýnh trong phe chiến, hay là quýnh trong quần đảo? Anh quýnh ở đâu vậy ta? Đoàn tạo Win Luffy. Vua hải tặc Mu. À, màu. Wow. Top 1 ở cái server luôn mới ghê chứ anh em. Rian Quy nữa. Trời ơi, 48777T. Để mình solo thử xem sao. Nói chung là quýnh ở trong này thì tỷ lệ win cao anh em à. Tỷ lệ win nó cao lắm. Nhiều khi được chiến mấy chục T mà quýnh không lại 2T nữa anh em. Nó ngộ gì đó. Bây giờ mình sẽ quýnh thử các bạn này thử xem sao. Mình cứ nói chuyện nhiều tí xíu là nó lại ho anh em à. Wow, win luôn anh em, vãi thật sự chứ. Nãy mình quên để ý là bên Rian Quy, tại nãy mình mới quay qua bên kia mình ho cái, cho nên là mình quên để ý là Rian Quy đang sử dụng cái đồ hình gì nữa nè. Mình thấy là có con Inel nè, Sanji nè. Inel khá là trâu. Ai nó phải anh em, mình thấy con ai nhiều nó mới nằm xuống rồi phải. Wow, ai à, có Vivi với lại Zogo, à có ba con anh em mà, có ba con tướng này, còn lại là cái đội hình hơi phèn xíu. Ok, thì bây giờ mình sẽ solo xíu solo thử. Bây giờ mình sẽ soi thử cái thiên thư đây. 70 104 60. Chà, ủa cũng đâu có cao đâu ta. Bên cái SP trận pháp, cái ngọc gì, ngọc gì ta, ngọc kim phượng anh em, thủ vật lý sát thủ. Ủa à, cái ngọc này bạn nó chưa có up cho nên là nó, ủa sao lại đeo cái ngọc thủ vật lý sát thủ ta. Hình như là ngọc trắng mã rồi vậy. Thủ vật lý thiện xạ nè. Thấy đeo này nó ok hơn chứ em. Rồi ok. Ngọc bạch họ, ngọc xích lan. Ôi trời, HP tiên phong rồi nè. Hình như là ngự mã rồi vậy em. Công thiện xạ nè. Ồ, công thiện xạ mới có 14 thôi anh em. Đeo cái càng cao thì nó sẽ cộng cái chỉ số bên trong nó càng nhiều thôi anh em. Thì bây giờ mình sẽ soi tới đồ đạc này kia các kiểu, sau đó mình sẽ solo thử xem sao nha anh em. Ảnh gáy khét quá, anh bảo là win luôn được cả kinh với lại tàn luôn mới ghê chứ anh em. Nổ thật sự, banh nha lòng luôn. Ok, mình thấy ngon quá cho nên là mình vô mình review liền anh em. Mình vô mình review liền, ai ngờ đâu.
được chiến mấy ông kia gấp 20 lần ở đây mà. Rồi, ok, để mình xem thử đây. Đại đao gâu trắng. Hiện tại bây giờ đang up bộ trang bị của con gâu trắng, của con Sanxi lên bạch kim anh em à. Của con A hiện tại bây giờ mình thì chuẩn bị lên được bạch kim này. Đỏ nè anh em. Rồi, ủa sao ông sử dụng cái bộ trang bị bạch kim này cho con A ta? Đây. Cái vũ khí hiện tại giờ công lên được có 160 à. Này lên 190 nè, 190 nè. Thanh tóc đỏ cũng lên bạch kim và có con cái này lên bạch kim hết này. Không đeo cho ai, cho ai nó lên bạch kim luôn. Đây. Hồi công, tốc độ công, xác suất né. Ôi trời trời trời. Cái dòng đúc không có dòng không phép lính gì nè, không có dòng bị công giảm sĩ khí nè. Đây, bị công giảm sĩ khí đây sẵn mình đúc luôn. Kỳ vậy ta. Không biết là anh có ý đồ gì đâu anh em. Giống như bữa trước là có các bạn kia bạn nó đeo hai món đỏ hai món bạch kim, chủ yếu là cái ý đồ là lấy cái dòng hồi công anh em. Mình không biết, mình tưởng là đeo sai, mình thấy là cũng nghi nghi rồi anh em, mình thấy cũng khá là nghi ngờ đó. Mà lúc đó mình không có biết cái vụ đó, tự nhiên lúc đó mình là dạng như mình đang quay á, cho nên mình không có nghĩ tới cái vụ đó, cho nên là bây giờ mình mới nghĩ tới nè. Một cái áo này cũng chưa có đúc cái dòng mà chưa có đúc cái dòng mà bị không giảm sĩ khí nè. Hay là quên ta. Đây bị không giảm sĩ khí nè. Hay là cái bộ này mới lên nè, cho nên là mới lên đỏ ta, mới lên đỏ cho nên là quên quên vụ đúc cái dòng này không ta. Sẵn là mình đúc luôn. Có số anh em hỏi cái auto list trên iOS, iOS thì cái auto list nó chỉ list được như nó list được khoảng tầm cả 10 giây anh em. Cái nó dừng lại là lúc đó anh em phải thao tác bằng tay thì nó mới list tiếp, còn anh em mà không thao tác thì nó sẽ không có list tiếp đâu. Mà muốn mà auto list luôn á thì phải gyrate nó lại, cho nên cái đó nó hay bị lỗi máy anh em, cho nên là mình không có làm thử. Hồi xưa gyrate đa số là nó bị lỗi hoài luôn anh em. Hồi xưa mình xài cái điện thoại mình gyrate để mà cài mấy cái ứng dụng bất hợp pháp anh em, cho nên là nó bị lỗi nhiều lắm, nó bị lỗi thường xuyên đa số, thêm bị dính virus này kia các kiểu nè. Vì vậy mà nếu mà được anh em có cái máy tính thì anh em cài giả lập trên máy tính, anh em quét cho nó sướng, anh em nó thoải mái nữa, đỡ phải nóng máy, đỡ phải treo cái điện thoại suốt nữa. Ok, hôm nay thì không có nạp và bây giờ mình sẽ soi đồ đạc này kia các kiểu, thì dòng đúc mình thấy nó hơi thiếu thiếu một xíu của con A anh em. Đây A nè, cái hình xăm không vật lý, không vật lý với đại thủ vật lý chết quỷ. Ok, khá là ngon rồi anh em, không có vấn đề gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ solo thử xem sao, coi ảnh gáy khét quá anh em, gáy khét phải chuẩn. Bây giờ mình sẽ solo với bạn em Linh 9X, nghe thôi là chảy nước miếng anh em. Giờ ui chết rồi, bị em Linh hấp diêm rồi anh em à. Trời ơi, bị em Linh hấp diêm rồi. Ôi hiện tại bây giờ đã thằng Thánh rồi anh em à, đã lật kèo anh em à, lật ngửa em Linh lại rồi. Đấy, nãy em Linh đè lên, bây giờ em Linh bị đè xuống anh em à. Rồi tới công chuyện em Linh ở hiện tại bây giờ em Linh vẫn đang thằng Thánh anh em à. Em Linh vẫn đang thằng Thánh và mình thấy là rồi luôn. Chùm gầy trai đã bị đè ngược lại rồi anh em à. Mày tới công chuyện cái chế này. Đây. Mày tới công chuyện rồi. Bấy bá rồi anh em à. Tưa trái chuối luôn rồi, thua. Thua thua thua. Gáy. Gáy sớm phải trưởng. Mi chip trời ơi. Kết bạn với lại toàn mấy bạn mà đặt tên bạn gái không nè, em Linh 9X mi chip nữa. À chà, ok em mi này có vẻ ngon hơn anh em à. Bị hấp diêm nhưng mà không có kháng cự đây được rồi luôn, xong tới CC luôn anh em à. Em mi em Linh cụ thổ cày chay nè anh em à. Đây vẫn còn ho quá anh em, mấy này vẫn chưa hết ho nữa. Đinh live stream mà tình hình này chắc chịu anh em, nói cỡ tầm nói 5 phút là ho, nói 5 phút là nó ho anh em. Củ tổ cày chay đã bị hấp diêm gãy khét anh em à. Mát cánh tem để mà solo với lại bạn mười mấy tê để xem sao. Trời ơi gãy khét quá, là mình tưởng đâu ngon lành của hành mình vô mình review thử. Ôi trời 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 trời, win được mười mấy tê đâu nè anh em. Ồ
hồi nãy quýnh với lại em Linh là do em Linh hàng họ to quá cho nên là nhường xíu anh em. Đây, để em xem thử cái đội hình bên kia ơi. Ồ, khá là giống với đội hình bên mình đó anh em, vậy mà vẫn win được. Ok, TDB hí, để em solo với lại TDB hí thử xem sao. 14T phải anh em, TBD hí là 14T. Wow. Ấy cha cha. Win luôn rồi anh em, trời ngon 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 dữ ta. Wow. Tại vì chưa có kết bạn với lại hai ông đó cho nên là không có solo thử cho anh em xem được. Chứ mình thấy cũng khá là vip nha anh em, bính lại mười mấy T để toàn win luôn nè. Có em Linh nãy hot quá cho nên là thua thôi. Wow, Hagu 13,95T. Để mình solo với lại bạn Hagu thử xem sao. Hẹt, quá chiêu. Wow. Ngon 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 thật sự đúng không anh em? À các bạn này vip vãi. Đây, win luôn cả các bạn mười mấy T, từ nãy giờ quýnh với mấy bạn mười mấy T toàn win không, mà xíu mình sẽ quýnh với lại các bạn ở đó hai mươi mấy T để làm sao nè. Nãy mình thấy là có kết bạn với lại bạn đó là hai mươi mấy T luôn á. San cục tay. Để mình xem đỡ có ai hai mấy T không. Ai đây, đây vô hình. Vô hình ảo à, hôm bữa là như có ảo ảnh thì phải anh em, bữa nay vô hình. Chà. Không được anh em à, bên kia sử dụng cái đội hình tay dài vậy. Bên kia đẩy xúc trứng cút luôn này. Tét bình xăng con luôn. Ôi trời trời trời, khóa chiêu được à trời. Nhưng mà rất tiếc không khóa nổi được anh em à. Thua cái đội hình này, quấn lại cái đội hình tay dài chịu anh em. Đội hình tay dài khó lắm, khó win lắm. Đội hình tay dài phải được khiến phải to hơn mới có thể là win được. Hết rồi anh em. Nãy giờ có một bạn được tiếng hai mấy T thôi, nhưng mà à có bạn này 19,83T cho 20T luôn đi. Để mình quánh thử xem sao. Ô đội hình tay ngắn anh em à. Ui. Cái đội hình tay ngắn nào cũng bị hấp diêm hết anh em à. Mình thật cảm giác như đợt Nico Robin bên đây là nó hơi bị xịn đó anh em. Hay là do cái bộ trang bị bạch kim gâu trắng của bạn này đang mặc cho mấy con kia. Ưu tiên mấy con tướng kia để nó lấy cái tóc cho Nami với lại con Robin anh em. Còn mấy bạn kia không biết làm sao. Mình nghĩ là với cái lượt chiến bao nhiêu T đó, mình nghĩ là chắc là cũng khá là xịn rồi mà ta. Kỳ vậy nè. Wow, hiện tại thì bây giờ không có áp sát được với lại các bạn này anh em, mà bạn này xài cái đội hình tay dài khó chịu quá, không có áp sát được luôn á. Chịu ơi, không không nổi anh em à, thua. Ok, tính ra là cái ạc của bạn này không hơi bị xịn nha anh em, hơi bị xịn nha. Để mình vô trong quần đảo mình xem nữa là có ai đó lực chiến ngon ngon xíu mình solo được sao anh em. Quánh trong quần đảo thì nói chung là cũng dễ anh em, dễ hơn sâu đánh ở ngoài. Bé học lưu 1,6 mấy t, bé học lưu. Anh em đừng có đập ngược lại nha anh em, đập ngược lại nó bậy bạ lắm. Mà không biết bây giờ mấy anh em 10x 11x Gen Z thì có biết học lưu là gì bé học lưu là gì không á nè. Hồi xưa anh em 8x 9x này kia thì còn biết được, chứ giờ mấy bạn nhỏ nhỏ giờ chắc mình nghĩ là chắc không biết thôi, không biết là có biết hay không nữa. Rồi, ok. Đấu trường hiện tại thì bây giờ là top 1 của anh em à. Ồ, top 5. Để em xem được các bạn top 2 có lòi ra được hay không đây, chứ reset hoài mà ít khi nào mà ra được các bạn top 2 á anh em à. 8 à, top 2 3,23T nè. Đây, mình sẽ cho A, Robin, Nami, Shenji. Đó, ok. Ủa, cái đội hình của bạn này khóa chiêu sớm cực kỳ luôn anh em. Để mình xem thử. Một phần là do Nico Robin nó ra đòn khá là nhanh đó anh em. Nó đập phát rồi coi như là bên kia nó sựng lại một cái, là bên này là đóng băng liền anh em, bên này quất liền. Để mình xem thử cái chỉ số của Nico Robin thử xem sao. Khá là ngon anh em. Nico Robin nó mất tiêu rồi. Đây, Nico Robin. Hồi sĩ khí chỉ có 71 anh em, hồi công 179 thôi. Khoảng cách công thì cũng khá là cao, 0,73 luôn chứ không phải là nhiều anh em. Tính là tốc độ công của Robin này nó cũng không có nhiều. Được một cái là nó khá là ngon anh em. Đây, hình xăm hồi sĩ khí, các cái dòng đúc bị công giảm sĩ khí, sát thương bạo kích, tốc độ công hồi công và xác suất né. Đó, ok, các cái dòng đúc anh em có thể là tham khảo thử luôn. Ủa, cái thằng binh này không gắn gì hết anh em à. Thằng binh này không gắn gì hết luôn.
Ôi trời 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 trời. À, mấy cái thằng binh là không khảm gì luôn anh em. Đã vậy còn đeo không đúng cái thằng binh đó chứ. Nó hay còn đeo loạn xà ngầu anh em. San thì đeo đúng nè. Còn mấy con này nói chung là đeo sai hết anh em à. Của A nè. Của Nami God nè. Của Sanji nè. Nico Robin này nè. Nói chung là đeo loạn xà ngầu hết à. Ủa kỳ vậy ta. Không lẽ đeo vậy thì mạnh lên ta. Có khi nào đeo vậy thì nó lại mạnh lên hơn hay không anh em. Wow. Thật là bất ngờ. Bất ngờ thật sự. Ok, có những cái thật sự là nó làm cho mình là rất là khó hiểu anh em à. Nhưng mà nó lại khá là mạnh anh em. Rồi, ok. Nói chung là soi cũng soi xong hết anh em nào mà biết được cái gì đó nó cái vấn đề gì ở trong cái video này thì anh em cứ comment cho mình hay nha. Comment bên dưới để xem nữa là các anh em nào biết hay không. Rồi ok, chắc mình sẽ kết thúc video ở đây quá anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu rồi nha. Và chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em. Định tối nay live stream và tối mai mà giờ chắc tình hình này chắc là không ổn rồi nè. Mới nói có mấy câu cái ho nữa anh em. Nó cứ nhột nhột con cổ gì đó. Rồi ok, rồi mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký, mình có động lực có thêm nhiều video về cái tựa game đảo kho báu cho anh em cùng xem nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.